Nguyễn Ái Quốc đến với Lenin đã nối liền thế giới mới với Việt Nam. Về phương Đông và Tổ quốc, người nối liền Việt Nam với thế giới mới. Lãnh tụ của chúng ta lần đầu rời trụ sở quốc tế cộng sản này ở Moscow, hướng về Tổ quốc lên đường vào mùa thu năm 1924. Đồng chí Dalin, cán bộ quốc tế cộng sản thời bấy giờ cũng đến Quảng Châu công tác, kể lại với chúng ta. Năm 1924, đồng chí Hồ Chí Minh rời Moscow đi Quảng Châu. Đường xa, chuyến đi lâu, xe lửa rời Moscow đi Irkutsk, rồi chạy tiếp đến Vladivostok. Chúng ta theo bước chân người đến cảng Vladivostok năm 1924. Đại dương nối liền biển Bắc với biển Nam. Đây, con tàu Vladivostok đi Quảng Châu. Từ Vladivostok, chúng tôi đáp một tàu thủy không to lắm đi Thượng Hải, rồi từ đó đến Quảng Châu. Đường đi rất xa, từ Moscow đến Quảng Châu mất gần một tháng. Nguyễn Ái Quốc đã đứng trên một địa bàn gần gũi Tổ quốc Việt Nam, thủ đô cách mạng một thời của nước Trung Hoa. Từ Quảng Châu, ngày 12 tháng 11 năm 1924, một ngày sau khi đến nơi, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã viết ngay báo cáo này về quốc tế cộng sản. Tôi gặp đồng chí Hồ Chí Minh ở nhà của đồng chí cố vấn Borodin, vừa là nơi ở, vừa là bộ tham mưu cách mạng, nơi những người cộng sản và thanh niên chính phủ cách mạng thường lui tới. Tại đây, luôn luôn có những cuộc họp gặp gỡ của những người cách mạng nước khác. Và tôi không ngạc nhiên khi gặp lại trong tòa nhà này đồng chí Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc làm việc ở tầng 1 tòa nhà này, trụ sở đoàn cố vấn Liên Xô bên cạnh chính phủ Quảng Châu. Người là cố vấn của đồng chí trưởng đoàn Borodin, người mang bí danh Lý Thụy, cả bí danh tiếng Nga Nilovsky, và mang tên Lư, làm phóng viên thông tấn xã Liên Xô. Ở Quảng Châu có những người Việt Nam mà đồng chí Hồ Chí Minh đến bắt liên lạc. Quảng Châu rất gần tổ quốc của đồng chí. Và từ đây, đồng chí Hồ Chí Minh có thể theo dõi mọi tình hình xảy ra ở Việt Nam, lúc đó là thuộc địa Pháp, theo dõi phong trào cách mạng. Đồng chí tiến hành tích cực công tác tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản trong những người Việt Kiều. Chính tại đây đã trưởng thành nhiều cán bộ sau này tham gia cuộc đấu tranh cách mạng vì độc lập của Việt Nam. Đồng chí Hồ Chí Minh đã để lại cho tôi những ấn tượng hết sức sâu sắc. Đây, người đứng đầu chính phủ Quảng Châu, bác sĩ Tôn Giật Tiên, đứng bên cạnh các cố vấn Liên Xô. Liên minh với Liên Xô, hợp tác với Đảng Cộng sản, chính sách lớn đó của Tôn Giật Tiên được sự ủng hộ nồng nhiệt của nhân dân tràn ngập phấn khởi cách mạng. Chính phủ Quảng Châu phát động chiến tranh cách mạng đánh đổ bọn quân phiệt Bắc Dương đã dấy lên một cao trào cách mạng, lôi cuốn hàng trăm triệu người dân Trung Hoa yêu nước. Khí thế quật cường của quần chúng phương Đông khao khát độc lập, khao khát tự do, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã tận mắt chứng kiến. Người đã thấy từ phong trào quần chúng cách mạng đó đẻ ra lực lượng vũ trang cách mạng. Chúng ta được biết người rất chăm chú theo dõi những Xô Viết nông dân đầu tiên được thành lập.
thư mật của Quốc tế Nông dân gửi Ủy viên Đoàn Chủ tịch Nguyễn Ái Quốc. Theo quyết định của Đoàn Chủ tịch ngày 31 tháng 7, đồng chí được phân công phụ trách công tác nông dân ở Trung Quốc, Đông Dương, Miến Điện, Xiêm, Đài Loan và Phi Luật Tân. Người nông dân Trung Quốc vùng Sông Châu lần đầu tiên được tổ chức lại, đấu tranh giành quyền sống, chống đế quốc và chống ách phong kiến mấy nghìn đời. Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp quan sát bước đầu quật khởi vùng lên đó. Hồ sơ Quốc tế Cộng sản còn lưu lại những báo cáo của Nguyễn Ái Quốc về phong trào nông dân Trung Quốc. Danh mục 51 chương của một đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết về phong trào nông dân Quảng Đông thời đó, nhan đề: Ký ức của một cán bộ tuyên truyền nông dân Trung Quốc. Từ Quảng Châu, phần lớn tâm trí của người là hướng về Tổ quốc Việt Nam. Ngày lễ Chánh Trung tại Hà Nội, thực dân Pháp biểu dương binh hùng và vũ khí mạnh. Mật thám Pháp đánh hơi thấy một cái gì khác. Báo cáo mật gấp của toàn quyền Đông Dương gửi về chính quốc. Một người Việt Nam mang tên Lý Thụy xuất hiện ở Quảng Châu. Chúng chưa thể khẳng định ngay Lý Thụy chính là Nguyễn Ái Quốc. Vừa đến Trung Quốc đầu năm 1925, người đã tổ chức được 9 người nòng cốt ban đầu của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Người đã nhanh chóng tập hợp những người cách mạng Việt Nam trẻ tuổi, bạn chiến đấu của Phạm Hồng Thái. Trong số đó có đồng chí Hồ Tùng Mậu và đồng chí Lê Hồng Sơn. Tại ngôi nhà số 13 đường Văn Minh, Quảng Châu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho phong trào mới. Tác phẩm Đường Cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc là kim chỉ nam của phong trào. Trên đầu tác phẩm ghi một tư tưởng của Lenin: không có lý luận cách mệnh, không có cách mệnh vận động. Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lenin. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc ra báo Thanh niên, truyền về trong nước từng bước nâng cao giác ngộ của đồng bào. Xong mỗi lớp huấn luyện, các học viên ở Quảng Châu lên đồi Hoàng Hoa làm lễ tuyên thệ trước mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Đó là hàng trăm cốt cán trẻ tuổi được đồng chí Nguyễn Ái Quốc trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng, sẵn sàng tỏa về khắp miền đất nước, đem chân lý mới truyền bá sâu rộng trong giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Cờ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, tổ chức tiền thân của Đảng, ra đời tháng 6 năm 1925, đồng chí Trương Văn Lĩnh được đồng chí Nguyễn Ái Quốc đưa vào học trường Hoàng Phố. Học viện quân sự Hoàng Phố nổi tiếng dưới thời chính phủ Tôn Dật Tiên, được sự giúp đỡ tận tình của các cố vấn Xô Viết. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cũng là một giảng viên chính trị của trường này. Hàng vạn sĩ quan đào tạo từ trường Hoàng Phố để lãnh đạo bộ đội cách mạng Trung Quốc tiến hành chiến tranh Bắc Phạt thắng lợi. Chăm lo chuẩn bị tương lai, đồng chí Nguyễn Ái Quốc từ Quảng Châu viết thư đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Liên Xô nhận nuôi dạy một số thiếu niên Việt Nam. Đó là 8 em họ Lý, trong đó có Lý Tự Trọng. Tập hợp lực lượng cách mạng đoàn kết quốc tế, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tại Quảng Châu Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. Hai năm ương và gieo hạt giống đỏ, mùa gặt đầu tiên của cách mệnh Việt Nam xiết bao phấn khởi. Đây là báo cáo kèm thơ đồ chính đồng chí Nguyễn Ái Quốc vẽ. Tìm thấy trong hồ sơ của Quốc tế Cộng sản, ghi lại hệ thống cơ sở của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội đã lan nhanh khắp nước Việt Nam và ở bất cứ đâu có người Việt Nam yêu nước.
tháng 4 năm 1927, đảo chính phản cách mạng ở Quảng Châu. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc lại phải sống trong cảnh vây giáp, lục soát, khám xét, bắt bớ hàng ngày. Tưởng Giới Thạch ra mặt làm phản. Bất cứ ai tình nghi là cộng sản đều bị bắn bỏ. Tưởng Giới Thạch ra lệnh khủng bố trắng. Thực tiễn đấu tranh vô cùng quyết liệt giữa cách mạng và phản cách mạng trên đất Trung Hoa là một bài học lớn đối với lớp người cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Phản cách mạng truy lùng đồng chí Nguyễn Ái Quốc, người vượt ra khỏi làn sóng khủng bố điên loạn này. Người đã bí mật đi lên Thượng Hải, mảnh đất Trung Quốc có nhiều tô giới nước ngoài. Tác giả lên án chủ nghĩa thực dân, quan sát mảnh đất nửa thực dân. Cờ Mỹ phấp phới trên tô giới Mỹ. Cờ Pháp phấp phới trên tô giới Pháp. Thời đó nổi nhất vẫn là huy hiệu Hoàng gia Anh. Pháp luật thực dân ngự trị. Người chủ sai khiến là lũ thực dân. Chúng ta chia sẻ một niềm thông cảm anh em với nhân dân Trung Quốc. Địa chủ đè đầu cưỡi cổ nhân dân, không căm phẫn làm sao được trước cảnh chơi khúc côn cầu kỳ lạ, ngang ngược, phè phỡn của bọn thực dân hút máu. Nhân dân Thượng Hải sống tinh thần Lỗ Tấn. Cũng như ở Việt Nam, thiên đường thuộc về bè lũ thực dân no say đú đẩn, và địa ngục thuộc về những người lao động trên mảnh đất này. Tàu thuyền trên sông Hoàng Phố làm nghĩ đến những dòng sông Việt Nam. Dưới trời Tổ quốc, thực dân Pháp càng xúc tiến cuộc đầu tư lần thứ hai vào Đông Dương, đẩy mạnh khai thác thuộc địa tư bản đế quốc, tạo ra một giai cấp công nhân ngày càng phát triển về số lượng. Đói khổ, chết chóc, bệnh tật làm sớm nảy nở ý thức đấu tranh tiềm tàng của giai cấp mới. Từ Thượng Hải, cuối năm 1927, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở lại Liên Xô. Phấn khởi biết bao nhiêu được nhìn lại quê hương Xô Viết sau đúng 3 năm xa cách. Đất nước của hy vọng từng ngày đổi khác. Toàn cõi liên bang là một công trường, Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cất cánh bay lên. Máy bay Xô Viết đầu tiên ra đời, thế giới mới mạnh rõ từng ngày cổ vũ loài người đi tới. Tại Moscow, người gặp các đồng chí Việt Nam do chính người cử sang Liên Xô học. Lúc đó, đồng chí Trần Phú đang học ở trường Đại học Phương Đông, đồng chí Lê Hồng Phong ở trường Đại học Không quân Boris Glevskaya. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết thư cho trường Đại học Phương Đông, đề cử đồng chí Lý Quý, tức Trần Phú, làm bí thư của nhóm học viên Việt Nam. Lãnh tụ của chúng ta nóng lòng trở về ngay vị trí chiến đấu của mình, Phương Đông và Tổ quốc. Con đường trở về Tổ quốc lần này đi qua Paris với mọi nỗi hiểm nguy chờ đợi. Từ Paris, người đi Bruxelles, thủ đô nước Bỉ, dự hội nghị quốc tế chống đế quốc tại tòa lâu đài Edmond này, tiếp xúc với nhiều vị nhân sĩ trí thức nổi tiếng thế giới và thắt chặt tình bạn với nhà cách mạng Ấn Độ Nehru, thân sinh cố thủ tướng Jawaharlal Nehru. Từ Bruxelles, người lại sang Berlin. Đến khu phố Lusofe này, bắt liên lạc với Trung ương Đảng Cộng sản Đức, tìm đường về Phương Đông. Thư đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết từ Berlin hồi đó, lấy bí danh là ông Louis, số nhà 228, đường Friedrichstrasse, ban biên tập tập san thư tín quốc tế. Cuối cùng, người đã tìm ra đường về Tổ quốc, rời Berlin, người đến Milan, thâm nhập vào nước Ý của phát xít Mussolini.
tại Milan, người trọ tại quán trọ Cái Cân. Bao nhiêu cặp mắt cú vọ của bọn ác ôn phát xít nhòm ngó. Ngay bên trong quán không thiếu sự rình mò. Đây, chỗ ngồi ăn hàng ngày của đồng chí Nguyễn Ái Quốc cũng là nơi người thường tiếp xúc với một số đồng chí ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Ý. Các bạn Ý còn nhớ lúc đó, đồng chí Nguyễn Ái Quốc thường hay nói vui: người trong bức tranh này gầy gò, giống hệt tôi. Từ Milan, người đến Roma, vào tận hang ổ đầu não của phát xít, không bỏ lỡ dịp thăm những dấu tích của một nền văn minh cổ đại. Qua mặt bao nhiêu lính gác phát xít, người cũng đã đến thăm tòa thánh Vatican, hoàn thiện hiểu biết của mình về mọi vấn đề của thế giới. Mục tiêu của nhà du lịch bất đắc dĩ đó là đánh lạc hướng mọi sự chú ý để lại xuất hiện ở cảng Naples. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc lại từ một bến cảng mang cờ phát xít mà đi về phương Đông. Người thủy thủ tên là Ba năm xưa lại trở về với sóng nước Ấn Độ Dương. Cảng Singapore làm nhớ lại buổi đầu xuất dương. Cảng thuộc địa lại phơi bày sự bòn rút của đế quốc. Rời Singapore, đồng chí Nguyễn Ái Quốc chưa thể trở về Sài Gòn, người cập bến Bangkok, thủ đô Thái Lan, bấy giờ còn gọi là Vương quốc Siam. Đất nước Siam hiền hòa, nhân dân Siam hồn hậu. Kiều bào ta mở trường dạy con em chữ nước nhà. Hướng về đất tổ, kiều bào ta lập những đền thờ anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, truyền cho nhau những bài ca yêu nước do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng tác. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc có lúc ở trong ngôi nhà này trên đất nước Siam. Từ đây, người theo dõi phong trào trong nước, hạt giống đỏ do tay người ươm được những năm tháng Quảng Châu gieo trên đất tốt Việt Nam để mau chóng lan nhanh, sinh hoa kết quả. Tấm bản đồ theo dõi của mật thám về sự phát triển của hệ thống cơ sở Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Đường La Grandière nay là đường Lý Tự Trọng, ngôi nhà 119. Nơi đây là trạm liên lạc đầu tiên của Việt Nam Thanh niên Cách mạng ở Sài Gòn. Căn lầu số 88/5 đường Lê Lợi, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, trước là khách sạn Tân Hoa ở đường Bôn Na, nơi thành lập kỳ bộ Nam Kỳ của tổ chức thanh niên. Đế quốc thẳng tay đàn áp, tòa án thực dân kết án hàng trăm chiến sĩ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Án tử hình. Nguyễn Ái Quốc, tức Nguyễn Tất Thành, 30 tuổi, đang ở nước ngoài, hành quyết ngay sau khi bắt được. Người mang án tử hình vắng mặt lúc đó đang sống trong những bản làng này, được kiều bào yêu nước bên Siam bảo vệ. Từ trong căn nhà nhỏ này ẩn náu trí tuệ lớn của phong trào. Nhìn về đất nước, xã hội Việt Nam đang trải qua một sự chuyển biến sâu xa về chất. Giai cấp công nhân Việt Nam mặc dầu non trẻ, ngày càng tỏ rõ sức mạnh mới của mình. Từ các nhà máy đến các hầm mỏ, công nhân ngày càng tin tưởng ở lực lượng đoàn kết của chính mình. Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, kỳ bộ Bắc Kỳ đã ra chủ trương vô sản hóa,
đưa hội viên hầu hết là trí thức, học sinh vào các đồn điền, nhà máy, hầm mỏ, cùng lao động, cùng ăn ở và cùng đấu tranh với công nhân. Chính từ trong lòng giai cấp mới mà những người thanh niên cách mạng tiên tiến nhất sớm nhận thức ra sự cần thiết phải thành lập ngay một chính đảng của giai cấp công nhân để lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ra đời tháng 3 năm 1929 trong ngôi nhà số 5G đường Hàm Long, Hà Nội. Anh Ngô Gia Tự cùng các đồng chí trong chi bộ đầu tiên. Chính anh chỉ đạo tại chỗ cuộc đấu tranh của công nhân hãng Avia ở Hà Nội đầu tháng 6 năm 1929. Đó là cuộc đấu tranh công nhân đầu tiên tiến hành dưới sự lãnh đạo của một chi bộ cộng sản. Cuộc đấu tranh kết thúc thắng lợi đã tạo ra một sức thúc đẩy vang dội trong cả nước. Ngày 17 tháng 6 năm 1929, các tổ chức cộng sản mới ở Bắc Kỳ thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng tại ngôi nhà số 312G, phố Khâm Thiên, Hà Nội. Cuối tháng 9, các chi bộ cộng sản ở Nam Bộ thành lập An Nam Cộng sản Đảng ở căn lầu góc đường Bona và Philippines, Sài Gòn. Ở Trung Kỳ, dưới chân núi Quyết, ngày 1 tháng 1 năm 1930, thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Ngay từ ngày 27 tháng 10 năm 1929, Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản đã gửi thư cho tất cả các nhóm cộng sản ở Đông Dương. Nhiệm vụ quan trọng hơn hết của tất cả những người Cộng sản Đông Dương là sáng lập một đảng cách mạng của giai cấp công nhân, và ở Đông Dương chỉ có đảng ấy là tổ chức cộng sản mà thôi. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc dưới tên Tống Văn Sơ xuất hiện tại Hồng Kông, thay mặt Quốc tế Cộng sản chủ trì hội nghị thống nhất phong trào, giải quyết vấn đề mấu chốt của cách mạng Việt Nam, đáp ứng kịp thời đòi hỏi thiết tha của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, cách đây trên nửa thế kỷ, Đảng Thân Yêu đã ra đời. Kết quả rực rỡ của việc kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Hội nghị thành lập Đảng có ý nghĩa như một đại hội của Đảng. Người sáng lập Đảng ta đã từng phát biểu: từ ngày mới ra đời, Đảng ta liền dương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, sẽ tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên. Ngay ngày 3 tháng 2 năm 1930, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ra lời kêu gọi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh, đồng bào bị áp bức bóc lột. Đồng chí báo cáo với Quốc tế Cộng sản, báo tin vui cho các đảng anh em, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập. Báo tin vui cho các đồng chí Việt Nam đang học tại trường Đại học Phương Đông, chúng ta đã có một đảng thống nhất, bệnh ấu trĩ chia rẽ đã qua rồi. Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931 là một trang sử đấu tranh vô cùng anh liệt của công nhân và nông dân ta dưới lá cờ búa liềm tươi đỏ. Nổi dậy quần chúng ở 18 thôn vườn trầu vùng Hóc Môn Bà Điểm ngoại thành Sài Gòn càng cổ vũ mãnh liệt phong trào cả nước. Sở Đảng mau chóng phát triển một vùng đồng bằng sông Cửu Long.
khí thế cách mạng mới chuyển rung cả Tây Nguyên hùng vĩ. Cũng đầu năm 1930, đồng chí Trần Phú từ Moscow trở về qua Hồng Kông, gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc nhận chỉ thị về nước công tác. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 10 năm 1930 thông qua luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tiếp tục ở lại Hồng Kông, Cục Phương Nam, Bộ Phương Đông Quốc tế Cộng sản, đóng tại đó. Đây là thư từ Hồng Kông, đồng chí gửi về Liên Xô, yêu cầu cung cấp cho tài liệu viết tác phẩm Nhật ký chìm tàu, giới thiệu nước Nga, tổ quốc của giai cấp vô sản. Những bức thư liên lạc với các đảng anh em. Với những địa chỉ và tên ký khác nhau của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Ban Bí thư Bộ Phương Đông thông tư cho Đảng Cộng sản Đông Dương cử cán bộ đi học tại Liên Xô. Nhấn mạnh cứ 5 người ít nhất phải có một phụ nữ. Từ Hồng Kông, sở chỉ huy của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tỏa đi ánh sáng của phong trào mới. Đây, sơ đồ tổng hợp hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1931, tìm thấy trong hồ sơ tài liệu của mật thám Pháp. Trước sức mạnh quật khởi của phong trào mới, đế quốc và bọn tay sai phong kiến ở khắp ba nước Đông Dương càng cấu kết chặt chẽ. Triều đình Huế những năm 1930. Triều đình Luang Prabang. Triều đình Nông Pênh những năm 1930. Kết hợp với màng lưới vây giáp, khủng bố phá hoại của lực lượng mật thám được cải tổ và tăng cường, đế quốc Pháp huy động bạo lực quân sự, tiến hành đàn áp đẫm máu, quyết thực hiện khẩu hiệu nghiền cho kỳ nát Cộng sản. Toàn quyền Pasteur, tên trùm đau phủ khát máu ở Đông Dương. Hàng vạn chiến sĩ Cộng sản và quần chúng cách mạng bị bắt bớ, tù đầy, bắn giết. Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Báo chí thực dân ra sức kêu gào đòi tăng cường khủng bố trắng. Thực dân Pháp mở hàng loạt phiên tòa đại hình, xét xử hàng loạt những người Cộng sản. Tòa đại hình Sài Gòn tháng 5 năm 1930 kết án người công nhân Tôn Đức Thắng, người đánh dấu số 2, 20 năm tù khổ sai. Đồng chí Phạm Văn Đồng, 10 năm tù cấm cố. Kết án đồng chí Nguyễn Duy Trinh, bị bắt dưới tuổi thành niên, 18 tháng tù. Côn Đảo nổi tiếng địa ngục trần gian từ đấy. Những banh Côn Đảo trở thành trường học của những người Cộng sản. Đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Phạm Văn Đồng cùng nhiều chiến sĩ ưu tú khác mở các lớp huấn luyện trong tù.
như lời kêu gọi ngày 3 tháng 2 năm 1930 của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định, đế quốc tưởng có thể dùng khủng bố trắng hòng tiêu diệt cách mạng Việt Nam thì chúng đã lầm to. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc báo cáo gấp về Quốc tế Cộng sản tình hình khủng bố ở Đông Dương, kêu gọi Quốc tế Cứu tế Đỏ khẩn cấp hành động. Quốc tế Cứu tế Đỏ phát hành rộng rãi trên khắp thế giới, tỏ tình đoàn kết với chúng ta, bưu thiếp phản đối khủng bố trắng ở Đông Dương. Tem mang chân dung đồng chí Trần Phú. Bưu thiếp mang chữ ký đông đảo các bạn bè trên thế giới, gửi lời chào đồng chí Ngô Gia Tự đang bị giam ở nhà pha Hỏa Lò. Chỉ thị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi về trong nước uốn nắn phong trào, bảo vệ cơ sở cách mạng, đề ra biện pháp cụ thể đối phó với khủng bố trắng. Mật thám đế quốc lập hồ sơ thông chi cho nhau, ra sức truy lùng Nguyễn Ái Quốc. Đế quốc phối hợp với nhau tăng cường vây giáp, bắt bớ kiểm soát gắt gao. Người Anh đã bắt được nhà cách mạng Việt Nam Nguyễn Ái Quốc, báo chí thực dân reo mừng. Chủ nghĩa Cộng sản đã bị tóm cổ sau những vụ bắt bớ ở Hồng Kông. Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ lớn của Đảng Cộng sản Đông Dương, đã bị bắt. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc bị giam giữ cẩn mật ở nhà ngục Hồng Kông. Đế quốc Pháp hí hửng, tưởng phen này phá vỡ tung đến tận gốc rễ hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Đông Dương. Có tin đồng chí Nguyễn Ái Quốc hy sinh trong lao tù, Trường Đại học Phương Đông Moscow đã ra tài liệu tổ chức tưởng niệm. Tàu chiến đế quốc Pháp cập bến Hồng Kông chờ sẵn, bắt giải Nguyễn Ái Quốc về Đông Dương. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của ông bà luật sư người Anh Loserby ở Hồng Kông và của ông bà luật sư Priest ở London, Pháp viện tối cao Hồng Kông, Tòa án Hoàng gia London buộc phải tuyên bố trả lại hoàn toàn tự do cho đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Ông bà luật sư Loserby đã tặng đồng chí Nguyễn Ái Quốc giày, áo và mũ để cải trang hòa nhập vào đám đông nhân dân Trung Quốc, tránh sự theo dõi từng bước của mật thám đế quốc. Rời bến Tây Hoàng, Hồng Kông, đồng chí Nguyễn Ái Quốc lại đi vào thế giới bao la. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cuối năm 1933, sau khi ở nhà tù Hồng Kông ra, ảnh chụp người khi đến Moscow lần thứ ba. Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản mời người đi Crimea nghỉ và chữa bệnh. Dẫn đến viện an dưỡng mang tên Lenin ở Simeiz bên bờ Biển Đen. Bên bãi biển mà đồng chí Nguyễn Ái Quốc mỗi sớm mai tắm nắng. Phòng nghỉ của người,
Crimea, người viết thư cho đồng chí Pháp François Biu yêu cầu gửi tài liệu sách báo tiếng Pháp. Quả núi nhỏ Diva bên viện an dưỡng mà người thường tập trèo núi. Thấm thoát đã 10 năm kể từ lần đầu người tới Liên Xô đến với Lenin, 10 năm hoạt động kiên trì, phong phú, lớn lao, vượt qua gian nguy bão táp. Crimea, phía bình minh kia là quê hương, biển gợi nhớ về tổ quốc, Việt Nam, quê hương. Nhớ bao nhiêu đồng chí thân yêu, nhớ Trần Phú đã hy sinh, tiêu biểu khí phách cộng sản. Tòa án đế quốc. Với thần công lý thực dân và hai phó thần bản xứ. Dưới cây đa này, Lý Tự Trọng trước lúc hy sinh đã hát quốc tế ca. Từ Crimea bình phục trở về Moscow, đồng chí Nguyễn Ái Quốc lại làm việc ở trụ sở quốc tế cộng sản. Cùng với toàn thể đồng chí trên trái đất này, theo dõi cuộc chiến đấu vang lừng của Dimitrov trước tòa án phát xít Hitler, và chào đón đồng chí Dimitrov chiến thắng trở về Moscow. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc sống giữa không khí tràn ngập phấn khởi cách mạng của đất nước Xô Viết sau kế hoạch 5 năm lần thứ nhất thắng lợi và kế hoạch 5 năm lần thứ hai đang tiến bước. Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên đang độ thanh xuân. Đập lớn trên sông Dnieper phát dòng điện mạnh. Ở Uran, nhà máy cơ khí lớn chế tạo máy mẹ bước vào sản xuất. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đặc biệt vui sướng ngắm nhìn đời sống của các cháu nhỏ. Từ mỏ than Donbass, anh hùng lao động Stakhanov xuất cao cờ thi đua xã hội chủ nghĩa. Năm đó Moscow mới đưa vào hoạt động cung đoạn xe điện ngầm đầu tiên. Nhà bác học Mishurin tiếp tục phát minh trên đồng ruộng. Nhà bác học Pavlov khám phá thêm những bí mật trong cơ thể. Tsiolkovsky vẫn ôm ấp ước mơ bay vào vũ trụ. Maxim Gorky cùng với đông đảo kỹ sư tâm hồn sáng tạo nền văn học mới. Tác giả Thép Đã Tôi Thế Đấy tiếp tục viết ra đời trong bão táp. Danh ca Shaliapin biểu diễn trên sân khấu Moscow được Nguyễn Ái Quốc rất yêu thích. Đoàn ca múa dân gian Moiseev trong bước đầu sáng tạo cũng được Nguyễn Ái Quốc chú ý. Trường Quốc tế Lenin thuộc Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản là trung tâm bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo của phong trào Cộng sản quốc tế.
Hội đồng tuyển sinh của nhà trường quyết định nhận đồng chí Nguyễn Ái Quốc với bí danh Lin nhập học trường Lenin ngày 16 tháng 9 năm 1934. Bà Factor Samuilova, cán bộ của trường quốc tế Lenin thời bấy giờ, kể về người học viên Nguyễn Ái Quốc. Потому что здесь прошла большая часть моей жизни, моей молодой тогда жизни. Ngồi trong phòng này của trường Lenin, tôi cảm động khác thường. Vì tại đây, tôi đã sống phần lớn cuộc đời trẻ tuổi của mình. Thêm vào đó, thời gian ở đây càng lâu, thì tôi càng có nhiều sự tiếp xúc, quan hệ với cán bộ đảng nhiều nước khác nhau, đặc biệt với nhóm Pháp, nơi tôi làm việc. Chính tại nhóm này, tôi được quen biết đồng chí Hồ Chí Minh. Trong phòng này, ngày đó là nơi lên lớp, giảng bài, hội thảo. Đồng chí Hồ Chí Minh ngồi ở hàng ghế này. Đây là chỗ ngồi của đồng chí. Товарищи все хотели быть в курсе событий, происходивших в мире, в Советском Союзе. И тут проходила, так сказать, теоретическая часть их учебы. Они изучали историю нашей партии, коммунистической партии Советского Союза. Trước khi vào học, tôi thường đọc báo. Các đồng chí trong lớp muốn biết tình hình thế giới và Liên Xô. Rồi đến phần lý luận của lớp học. Các đồng chí học lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, chính trị kinh tế học, triết học, suy vật biện chứng, học cả lịch sử Đảng và đất nước của các đồng chí đó. Ngoài phần lý luận còn đi thực tập nữa. Xưởng bánh kẹo tháng 10 ở Moscow là nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đến nghiên cứu thực tế về công tác xây dựng Đảng trong xí nghiệp. Товарищ Хошимин был человеком совершенно исключительной доброты, мягкости, всегда в ровном настроении. Надо вам сказать, что французы народ, знаете ли, такой. Đồng chí Hồ Chí Minh là một con người tốt, đặc biệt, gần gũi, luôn luôn vui tính. Đồng chí được mọi người yêu mến. Hồi tôi mới sinh cháu trai, đồng chí Hồ Chí Minh giúp phiên dịch thay tôi cho nhóm. Поскольку он знал много русский язык, он, значит, усаживал меня, сам становился и переводил вот на этих самых собраниях. Когда же мой сын родился, вернее, когда ему... Вот мой сын, вот его фотография, но тут Đây ему là con года. Tôi chụp lúc một tuổi rưỡi. Nhưng hồi cháu mới được 2 tháng, đồng chí Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Pháp đến nhà thăm tôi và chơi với cháu. Con tôi không nhớ. Vì lúc đó nó còn bé, mới được 2 tháng. Nhưng tôi thì tôi rất nhớ. Đồng chí Hồ Chí Minh là một con người đặc biệt tốt và rất yêu trẻ con. Và tất cả các trẻ con trong sân, khi thấy đồng chí Hồ Chí Minh đến, liền quây bám lấy đồng chí. Живым же я его увидела вторично в 1957 году во время совещания коммунистических и рабочих партий. Я работала синхронным переводчиком. Он узнал мой голос и пришел к нам в будку. Tôi lại được gặp đồng chí Hồ Chí Minh lần thứ hai vào năm 1957, dịp hội nghị các đảng cộng sản và công nhân họp. Lúc đó tôi làm phiên dịch trong hội nghị. Đã bao nhiêu năm qua, nhưng đồng chí Hồ Chí Minh còn nhận ra giọng nói của tôi qua ống nghe. Đến giờ nghỉ, đồng chí đi về phía phòng phiên dịch gặp tôi và hôn tôi, cảm ơn việc làm của tôi. Đấu tranh giai cấp trên phạm vi toàn thế giới đã chuyển sang một thời kỳ mới. Họa phát xít đã lộ rõ. Được sự giúp đỡ của các thế lực phản động phương Tây, Hitler gấp rút chuẩn bị chiến tranh, biến nước Đức Quốc giã thành một xưởng sản xuất vũ khí khổng lồ.
bằng lừa phỉnh, bằng mê hoặc, xây dựng một bộ máy xâm lược giết người mù quáng cực kỳ hung hãn, sẵn sàng đạp lên đầu các dân tộc khác, đe dọa tự do và hòa bình, đe dọa toàn bộ nền văn minh nhân loại. Hitler kêu gào chiến tranh, kêu gào chống cộng, loài người đang bị xô tới thảm họa. Chùm phát xít Ý Mussolini, tên đồng lõa của Hitler. Phát xít Ý ngang nhiên xâm lược Ethiopia. Ở phương Đông, phát xít Nhật giáo diết chuẩn bị kế hoạch xâm lược Đại Đông Á và đang dìm Mãn Châu trong máu lửa. Trước tình hình thế giới chứa đầy nguy cơ chiến tranh bùng nổ, Quốc tế Cộng sản triệu tập đại hội lần thứ 7, nêu cao khẩu hiệu lập mặt trận thống nhất chống chiến tranh, chống phát xít. Thẻ đại biểu của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Bản khai lý lịch của đại biểu Nguyễn Ái Quốc. Tên Tống Văn Sơ. Bí danh Lim. Năm 1930, Tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1931, bị bắt ngồi tù 2 năm. Năm 1933, trốn thoát. Biết tiếng Pháp, Anh, Việt Nam, Trung Quốc, Ý, tiếng Nga. Ký tên Lin. Thẻ đại biểu của đồng chí Hải An, tức Lê Hồng Phong, trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương. Thẻ đại biểu của đồng chí Phan Lan, tức Nguyễn Thị Minh Khai. Đồng chí Minh Khai từ phong trào trong nước đến với đồng chí Krupskaya, vợ của Lenin. Từ diễn đàn đại hội 7, đồng chí Dimitrov kêu gọi: chúng ta muốn rằng các đồng chí cộng sản làm sao có thể nhanh chóng học bơi trong biển động của cuộc đấu tranh giai cấp. Và chúng ta muốn như thế bởi vì chỉ bằng con đường đó, giai cấp công nhân mới đoàn kết được hàng triệu quần chúng trong đội quân cách mạng do quốc tế cộng sản lãnh đạo. Và mới có thể hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình là xóa bỏ khỏi quả đất chủ nghĩa phát xít và cùng với nó chủ nghĩa tư bản. Trên đoàn chủ tịch, đồng chí Stalin, đồng chí Wilhelm Pick, đồng chí Maxim Kassin, đồng chí Maurice Thorez, đồng chí Henri Babus. Đại hội thông qua nghị quyết chính thức công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là một chi bộ độc lập. Đồng chí Lê Hồng Phong tham gia đoàn chủ tịch đại hội. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc mừng vui thấy cách mạng Việt Nam tiến lên vượt bậc. Thanh niên Moscow tiến vào chào mừng đại hội. Sau đó, đồng chí Nguyễn Ái Quốc mang tên Lin đi dự đại hội quốc tế thanh niên. Tình báo Pháp báo tin về Paris. Moscow có dự định quay thành phim tác phẩm Bản án chủ nghĩa thực dân của Nguyễn Ái Quốc. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc vào làm việc tại Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa ở Moscow. Bảng kết quả nghiên cứu của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, tức Lin, còn lưu lại tại viện này. Đường lối của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 được chứng minh ngay sức sống năm 1936. Mặt trận bình dân thắng lớn ở Pháp. Tiếp đó, mặt trận bình dân thắng lớn ở Tây Ban Nha. Nhân dân Tây Ban Nha hăng hái tiến lên, kiên quyết bảo vệ tự do, cơm áo, hòa bình. Hãy
phát xít Franco gây nội chiến phản cách mạng. Máy bay xe tăng của phát xít Đức và Ý giúp Franco tiến công chính phủ bình dân Tây Ban Nha. Vận mệnh hòa bình, vận mệnh phong trào chung đặt trên những chiến lũy nhân dân từ Madrid đến Barcelona. Những người dân chủ ở khắp các nước tổ chức những binh đoàn quân tình nguyện sang Tây Ban Nha sát cánh với nhân dân ngăn chặn chủ nghĩa phát xít. Binh đoàn mang tên Sapaev của các công dân Xô Viết, binh đoàn mang tên Tellerman. Binh đoàn Dimitrov, đồng chí đã tình nguyện sang Tây Ban Nha tham gia chiến đấu nhưng không được Ban chấp hành quốc tế Cộng sản chấp thuận. Đoàn tàu chở hàng chi viện của Liên Xô tiến vào cảng Barcelona. Kính chào Liên Xô, tình đoàn kết quốc tế chống phát xít muôn năm. Kính chào nhân dân Tây Ban Nha đau thương và anh hùng. Muôn ngàn cử chỉ đoàn kết quốc tế thắm thiết này gắn bó đời đời những trái tim yêu chuộng tự do trên toàn thế giới. Ở phương Đông, Nhật tiến công Lư Cầu Kiều, mở rộng chiến tranh xâm lược ra toàn cõi Trung Hoa. Tội ác phát xít đã diễn ra kề bên nước ta. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đến làm việc tại trụ sở mới này của Quốc tế Cộng sản, lúc này đã chuyển ra ngoại thành Moscow để đề phòng chiến tranh. Trước tình hình mới, đồng chí Nguyễn Ái Quốc góp ý kiến với phong trào trong nước, nhấn mạnh nhanh chóng chuyển sang vận động thành lập mặt trận dân chủ rộng rãi, chống chiến tranh, chống phát xít, căn dặn nên đưa ra những yêu sách thích hợp tránh rơi vào cạm bẫy phát xít Nhật. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta, thời kỳ mặt trận dân chủ Đông Dương từ năm 1936 đến năm 1939 dâng lên một cao trào đấu tranh quần chúng rộng lớn chưa từng có, kết hợp công khai, nửa hợp pháp, nửa bí mật. Phong trào các giới lên cao, tầng lớp trí thức rộng rãi tham gia đấu tranh đòi những quyền tự do dân chủ. Nhân dân ta quyên thuốc men ủng hộ nhân dân Trung Hoa kháng Nhật. Ngày 1 tháng 5 năm 1938, Hà Nội biểu dương lực lượng đoàn kết của mặt trận dân chủ. Báo chí Cộng sản và Dân chủ phát triển mạnh. Đây quả báo tin tức, một cơ quan công khai của Đảng ở Hà Nội do đồng chí Trường Chinh chủ trì. Tuyên truyền của Đảng, ảnh hưởng của Đảng phát triển sâu rộng chưa từng có trong nhân dân. Bà Sáu Mập, một cơ sở cách mạng ở 18 thôn Vườn Trầu kể lại. Thì tôi có nghe đó là ông Nguyễn Ái Quốc sắp về nước để mà lãnh đạo cái công cuộc cách mạng. Thì tôi hỏi chị hai tôi là chị hai tôi cũng nói như thế. Thì chị hai tôi bảo rằng em á phải lo chuẩn bị cơm nước để mà các anh ấy về đông lắm, thì cái phần đó là phần chị giao trách nhiệm cho em. Thì khi đó là có anh Heo tức lệnh Từ, anh Ba tức lệnh Lê Dũng với chị Năm Bắc tức là chị Minh Sai. Rồi trong lúc đó là tôi thấy anh Ba là anh Lê Dũng ốm lắm, con người anh thấy rằng anh đen mà anh ốm người lắm, như ông già Trầu tức là ông Võ Văn Tần, với ông Nhị Thiên Đường là ông Phan Văn Lưu. Sau này thì các anh cũng đi ngõ này, chị Năm Bắc cũng đi ngõ này, thường xuyên là chị Năm Bắc đi ngõ này nhiều nhất. Thì chị Năm ở đây là cũng lâu lắm. Mùa xuân năm 1938, các nước Tây Âu đầu hàng phát xít Hitler và ký hiệp ước Munich. Mùa thu năm 1938, phát xít Hitler tràn qua biên giới thôn Tính Tiệp Khắc. Moscow chính mùa thu đó. Tình hình biến chuyển từng ngày, đồng chí Nguyễn Ái Quốc nóng lòng trở về Tổ quốc đón trước thời cơ cách mạng.
tạm biệt Moscow lần thứ ba. Đường về băng qua sa mạc Gobi. Người chiến sĩ quốc tế không thể đi sang Tây Ban Nha chiến đấu, đã tham gia kháng Nhật với bát lộ quân Trung Quốc. Trên đường hành quân, người ký tên Lin viết báo cáo về quốc tế cộng sản. Tôi bị sa vào cơn gió lốc khổng lồ đang làm thay đổi vận mệnh hàng trăm triệu người, và khi thổi qua đã vô tình làm đảo lộn kế hoạch của tôi. Tôi làm việc trong bát lộ quân như là một người phiên dịch các tin tức quốc tế, vừa nghe máy thu thanh, như bí thư chi bộ, như chủ tịch câu lạc bộ, và bây giờ là nhân viên ban câu lạc bộ. Trên khúc đường về gian truân vạn dặm, những bài báo của người ký tên PC Lin đăng trên báo công khai của Đảng xuất bản tại Hà Nội, tờ Tiếng Nói Của Chúng Ta, ra bằng tiếng Pháp. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, phát xít Đức ào ạt tiến công Ba Lan, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, gót giày đinh phát xít giày xéo lên nhiều nước châu Âu. Tình hình phát triển dồn dập, nước Pháp sụp đổ, phát xít Đức kéo vào chiếm đóng nước Pháp. Bọn Đức Quốc xã diễu quân qua cửa Khải Hoàn Paris. Chiến tranh thế giới càng khốc liệt. Quân phát xít trút bom xuống London. Được những bước tiến như vũ bão của phát xít Hitler cổ vũ, quân đội Thiên Hoàng Nhật Bản càng mài nanh rũ vuốt, chuẩn bị chiến tranh Thái Bình Dương, thực hiện kế hoạch Đại Đông Á. Báo Thư Tín Quốc Tế từ năm 1924, trong bài báo Đông Dương và Thái Bình Dương, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã thấy chiến tranh Thái Bình Dương có thể xảy ra và kêu gọi cảnh giác. Quân phát xít Nhật ngang nhiên kéo vào Đồng Đăng, bắt đầu xâm chiếm Đông Dương. Lính Nhật nghênh ngang trên đường phố Hà Nội. Tướng Nhật vào phủ toàn quyền Đông Dương. Từ năm 1921, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm khi thời cơ đến. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã một mình làm cuộc trường chinh băng qua từ Bắc xuống Nam lục địa Trung Hoa. Giờ lịch sử đã điểm, đồng chí Nguyễn Ái Quốc gấp rút trở về Tổ quốc. Non nước nghìn năm đã bày sẵn thế cho người đứng chân dựng nước, núi rừng bắc bó là đây. Hoa quê hương đón chào người đã trở về. Ngày 8 tháng 2 năm 1941, người vượt cột mốc biên giới số 108, kính chào Tổ quốc, đã 30 năm một lòng thương nhớ. Bút tích của người ghi ngày về nước. Sở chỉ huy mới của người, hang Bắc Bó. Giường nghỉ của người. Bàn viết của người, bàn đá trông chênh dịch sử Đảng.
ba lần đường quanh hai lục địa mới về tới đất mẹ quê hương. Lần thứ nhất, Moscow, Yakut, Vladivostok, Quảng Châu, rồi lại từ Quảng Châu đi Vladivostok, trở lại Moscow. Lần thứ hai, từ Moscow sang Paris, sang Wissen, Bỉ, rồi Berlin, sang Roma, Ý, xuống bến cảng Naples, đi qua Địa Trung Hải tới Singapore, rồi tới Bangkok, Thái Lan, đến Udon, Phichit, rồi xuống tàu biển ở Bangkok đi Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông trở lại Bangkok, rồi Singapore, lại trở lại Hồng Kông, đến Áo Môn, Thượng Hải, Vladivostok, đi Moscow. Lần thứ ba, từ Moscow đi Yakut, qua sa mạc Gobi, đến Diên An, rồi từ Diên An đi xuống phía Nam Trung Quốc về Bắc Bó, Cao Bằng. Ba lần đường về tổ quốc của người là những chặng đường cách mạng Việt Nam đi tới trong bối cảnh đấu tranh cách mạng sục sôi trên toàn thế giới. Trên đường từ Paris sang Liên Xô, người mang tên Chen Van, Nguyễn Ái Quốc. Ở Quảng Châu, người mang tên Lý Thụy, Vương Sơn Nhi, Vương Đạt Nhân, Nilovsky, Lư. Ở Xiêm, người là Thầu Chín. Ở Hồng Kông, người là Tống Văn Sơ, Bồn, Lê, Xít Yết Lùng. Trở lại Moscow, người mang tên Linov, Lin. Trên đường qua Trung Quốc, người mang tên PC Lin. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã từng thích nghi với biết bao nhiêu cảnh đời về cuộc sống dưới đủ mọi phương trời. Về đến nước, người vẫn là Việt Nam nhất. Tháng 5 năm 1941, từ Bắc Bó, người phát đi lời kêu gọi đồng bào cả nước vùng lên đánh Pháp, đuổi Nhật, giải phóng Tổ quốc. Nguyễn Ái Quốc kính cáo thư do tự tay người viết nguyên văn bằng chữ Nôm, đi sâu vào lòng dân tộc. Tháng 6 năm 1941, Hitler tung 170 sư đoàn tấn công ào ạt trên toàn tuyến biên giới Liên Xô. Ngay từ ngày đó, tại Bắc Bó, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới này, sau thắng lợi chung chống phát xít, không những Liên Xô mạnh lên mà sẽ còn xuất hiện nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác nữa. Nhẫn quan chiến lược đó chỉ đường lớn quyết thắng cho cả dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, Việt Nam vùng dậy, xông tới trên hàng trận chống phát xít, kiên quyết chia lửa với nhân dân và Hồng quân Xô Viết, tự tay không anh dũng nổi lên đánh đổ kẻ thù chung, và từ trong máu lửa, Việt Nam tiến vào thế giới mới.